Xin chào mọi người và nhất là các em trai tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Đây là video clip mà anh Ba Tử Vi chia sẻ với các em về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Quý Hợi Nam Mạng. Một trong những cái tuổi là cũng có khá nhiều cái sự đặc biệt. Đặc biệt là quý nè, thiên can là quý nè, địa chi là hợi nè, mạng là thủy, tất cả đều là thủy nè. Nạp âm ngũ hành của quý là thủy, nạp âm ngũ hành của địa chi cũng là thủy, mệnh thủy nữa, cho nên là người là gọi là đầy nước, người mà nước nôi đầy đủ ha, thậm chí là thừa nước luôn á, cho nên là khá là mềm dẻo ở trong cuộc sống. Thì thật sự mà nói là những cái người mà Quý Hợi nam mạng, người ta nói là sinh sinh con heo là sướng, nhưng mà nam nhâm nữ quý, người Quý Hợi thì cũng nam mạng cũng không sướng đâu. Cũng có nhiều cái người mà sinh vào nhất là mùa xuân đó, thì nó không được tốt đẹp, linh binh lang bang nè. Nhưng linh binh lang bang về việc tình cảm thôi, còn đặc biệt mà người mà sinh vào mùa hạ thì thôi khỏi nói ha, vừa khổ về tình cảm, tiền bạc khó giữ, nói chung là không đâu vô đâu, không có râu này cắm cầm bà kia, tất cả mọi thứ nó không được tốt đẹp. Thì thường thì anh sẽ nói về cái tổng quan cái thiên tính của mình, cái tử vi chọn đời của mình chút để mà ứng vào cái giai đoạn này, cái năm Kỷ Hợi 2019 nó sẽ ra sao. Thì như đã biết thì cái người mà nam mạng Quý Hợi sinh năm 1983 là với can chi là mạng đều thuộc thủy, như đã nói là người thì tương đối là thức thời, tự nhiên người thủy mà, cho nên là mềm dẻo uốn nắn được, dễ hòa hợp, thường thì sẽ sớm có thành công, ra đời thì được nhiều người gọi là giúp đỡ, là người có thể đảm nhận cái trọng trách vì được khá nhiều cái sự giúp đỡ ở người khác. Tại vì người mình là biết cương nhu, nói chuyện chừng mực không có quá nóng nảy, người mình thủy hết mà, cho nên là không có gì thương khắc hết đỡ. Bản chất là người hiền lương, thường thì người hiền lương mà gốc thủy là rất là thông minh, biết nắm bắt thời cơ, nên công danh dễ tạo và sự nghiệp thì dễ thành, lại là người có ý chí phấn đấu muốn vươn lên không à. Tuy là người tuổi Hợi nhưng mà do mình thủy mà, mình chảy nhiều, mình vận động nhiều, cho nên là mình muốn vươn cao, chứ không phải là người tuổi Hợi là chỉ ăn rồi chỉ nằm nó không sướng, không phải. Mình là người trí rất là cao, hoàn cảnh nào thì cũng dễ thích nghi, bởi vì tuổi Hợi mà thường thì được người mà bề trên nó tin cậy, và bằng hữu thì rất là quý mến. Người Quý Hợi ngon lành ha. Thiên can á mang chữ quý á, thì thân cư mệnh á thì thường có các sao như là phá quân nè, cự môn, thái âm, thăng lam, tham lang và tứ hóa. Thì với các chàng trai nào mà có thân cư mệnh đó, bị phá quân và tham lang bên trong đó, thì cái phá quân và cái tham lang là cái sao có tính chất hao khí, thì đó là cái người mà không tốt số ở tuổi Quý Hợi, phải cố gắng nhiều mới được tiền bạc, vận cả đời gặp không có, cả đời khó gặp may mắn. Đừng bao giờ mong rằng mình trúng được vé số hay là chơi đỏ đen. Nếu như anh mà có người bạn nào mà anh xem mà tử vi mà bị mà tham lang mà Quý Hợi á, các em nào mà bị tham lang mà nằm trong thân cương mệnh hoặc là phá quân nằm trong thân cương mệnh, anh sẽ rủ đi đánh tài xỉu, thì cứ hãy đưa cho người đó 50 đánh tài, còn anh sẽ dưới anh đánh 500 đánh xỉu, thì chắc chắn là anh sẽ thắng thôi, tại vì người này không bao giờ thắng được hết á ha. Rồi, đó là thiếu sự may mắn ở trong cuộc sống. Rồi, nếu mà sanh như anh đã nói, nếu mà sanh vào thu đông á, là người tốt số, thì mát mẻ ha, ăn nằm không à. Thường là có tiếng, có danh, có cuộc sống rất là ít bị thăng trầm. Nghịch sanh đặc biệt vào mùa hạ, nắng nóng, nước cạn, người mình đầy thủy, cho nên là công danh tài lộc có tạo đi nữa, mình có chữ quý, mình dễ tạo đi nữa, nhưng cũng khó giữ bền. Duyên tình thì gian dở, rối ren, khó an cư và chậm lạc nghiệp. Tiền trung vận thì phải vào cuối năm 40
tức là cuối cái đại vận 15 á, thí dụ người ta từ đại vận 15 là từ 36, đối với nam mạng Quý Hợi là từ 36 tới 40 15, mình phải cuối và qua cái năm 40 tuổi rồi thì cái vượng phát của mình nó mới lên. Đó là những người mà sinh vào mùa hạ. Thì trung niên thì mới thật sự ổn định ha. Thì đặc biệt là người Quý Hợi thì tuổi càng già thì càng sung túc ha, heo già một năm rồi ha. Anh nói vui vậy thôi chứ còn thực sự là cả người Quý Hợi nam mạng là một người tốt số, dù rằng đó là người ta gọi là nam nhâm nữ quý, mình không bị lỗi về cái chữ thiên can, nhưng mà thật sự ra thì cũng không phải là cái người mà khó khăn đâu ha. Cố lên. Tử vi của năm 2019 đối với người mà Quý Hợi mệnh đại hải thủy thì của các em sẽ như vậy. Xét về mạng, xét về trụ mạng đó là mạng là đại hải thủy, nước biển lớn, gặp năm bình địa mộc là sinh xuất xấu, chủ về hao tài tốn kém sức khỏe, không có được ngon lành ha. Rồi sao thì có thể nói rằng với cái năm 2019 đối với các em là bị sao La Hầu chiếu mạng, mà sao La Hầu là ốm đau rối rắm, tranh chấp thị phi. Đây là một cái tinh quân xấu nhất cho nam. Đây là một khung tinh của nam giới. Quý Hợi sinh năm 1983, La Hầu thường đem lại điều dữ không may, thậm chí là liên quan đến pháp luật và công quyền, tranh cãi thị phi, nói chung là tai nạn, mọi thứ là xấu nhất là đều ở trong cái ngôi sao này đem lại. Nhiều chuyện phiền muộn sầu bi, xấu nhất là tháng 4, tháng 7 và tháng 10 âm lịch là tháng Hợi luôn, năm Hợi gặp tháng Hợi, mình tuổi Hợi thì chắc chắn là sẽ không có tốt đẹp ha. Năm nay là tháng Hợi lại là tháng Ất, Ất Hợi đó, cho nên là tháng Ất Hợi nó là hỏa nữa, là càng khó khăn hơn nữa cho cái người Quý Hợi của các em. Sao La Hầu á thì nếu mà gặp nó thì rõ ràng là cuộc sống gặp nhiều rối rắm, sức khỏe suy kém. Sao La Hầu là một hung tinh nhưng mà nó lại là hành thủy, cho nên là đối với người mạng thủy sẽ không có nhiều tác hại, đôi khi trong rủi lại có may. Đối với cái người mà sao La Hầu và đối với người mạng thủy thì nó lại như vậy đó, nó không có quá khó khăn, cho nên là đừng có hy vọng rằng nó đúng như là sách vở nói, thì rằng đó là mình sẽ bị ít tác hại của nó thôi, chứ nếu mà một cái dọc tác hại mà anh kể ra mà nó quất hết thì rõ ràng là một điều cực kỳ không tốt đẹp. Có thể nói là trong 60 lục thập hoa giáp thì rõ ràng là nam mạng Quý Hợi là xấu nhất cho nam và nữ mạng Quý Hợi là xấu nhất cho nữ trong năm Kỷ Hợi 2019. Cho nên là đừng đừng có ỷ lại ha, tự vì vào năm tuổi của mình là mình bị phạm thái tới nữa, bị trực thái tới nữa, cho nên là coi chừng. Hạn thì tương đối nhẹ nhàng, hạn tam kheo là gọi là xây sát tay chân nhẹ. Hạn tam kheo thì người ta nói là tại sao xây sát tay chân nhẹ, tay chân dễ bị xâm phạm thương tích ha, nếu mà có tai nạn thì chỉ là tay chân thôi chứ cũng không quá nguy nan. Khi sử dụng cái vật sắc nhọn đồ này kia thì cần cẩn thận, dễ gây ra thương tích, nhất là các em mà làm việc ở trong cái môi trường máy móc thì không nên lơ đễnh. Đặc biệt cái vận niên cẩu cuồng phong, tức là chó điên dại, là vận niên này rất là xấu, báo hiệu một năm không may mắn, kém sức khỏe, nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi ở mọi điều, tại vì giữ gìn mọi thứ một cách gọi là an toàn nhất, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia các việc, đặc biệt là các yếu tố may rủi. Anh dám tuyên bố là một điều là dù là sanh thuận sanh hay nghịch sanh thì năm nay mà theo cái gì đó cái yếu tố may rủi thì các em sẽ không bao giờ thành công, các em sẽ thất bại rõ ràng luôn ha. Tốt nhất là hạn chế xuất tiền bạc, chờ thời qua cái vận này đi đã rồi tính ha. Vận niên cẩu cuồng phong là dễ gây đối nghịch trong quan hệ làm ăn giao tiếp, đặc biệt là ngoại duyên với phái nữ ha, bồ bịch ở ngoài thì rất là dễ xảy ra tình trạng chia ly vợ con. Bản thân thì gặp vận niên cẩu cuồng phong mà luôn luôn cảm thấy bức bối và nóng nảy,
đưa ra những cái quyết định thiếu sáng suốt, cho nên là cần bình tâm ở những cái quyết định lớn ha. À, thiên can là cái ảnh hưởng nhiều nhất về công việc ở trong tử vi, đó là chữ quý gặp kỷ, là chữ kỷ của năm khắc quý ha, năm tư khắc thiên can. Rõ ràng đây là tương xung bất an, chủ về mọi việc khó khăn đều không nên đầu tư làm ăn hùng vốn phát triển lớn ở trong cái năm như thế này. À, thậm chí là nhất là cái việc mà di chuyển mua xe mua cộ ở trong cái năm này cũng không nên. Địa chi hợi gặp hợi tức là phạm thái tế, gia đạo khó yên, chủ về giữ lời ăn tiếng nói, làm ăn buôn bán thì chớ nên hùng hạp với người khác ha. Gia đạo cũng rất là dễ lung lay và gãy đổ đó. Rõ ràng với xét ở bên ngoài thì mình có coi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái thì chỉ có cái hạng tam kheo là nhẹ thôi, còn tất cả là tương xung tương khắc rồi phạm thái tuế gì mình dính đủ hết. Rõ ràng là mình thấy mình không em đẹp rồi ha. Xem coi thử rồi các cái đo sao tính hạn, các cái phúc tinh tài tinh hoặc là phá bại tinh ở trong mệnh của mình nó có tương trợ gì được hay không, hay là nó xấu luôn, nó xấu luôn chắc vô chùa đi tu quá nói là để vậy thôi, chứ thật sự ra xấu tốt hay không á là còn phải do cái tâm của mình. À, hãy nhớ một điều là anh không bao giờ từ chối cái việc mà đức năng thắng số. À, với cái sự mà hiền lành mềm dẻo của cái người quý hợi sống biết trên biết dưới ha, thì hy vọng rằng là đây là cái năm khó khăn thì cũng có nhiều cái sự trợ giúp của bạn bè và mọi người đối với mình. À, thì xét về sự nghiệp của cái năm 2019 bằng những cái tứ trụ, bằng cái tử vi, bằng cái các cái tinh quân bên trong, thì xét về mặt tứ trụ thì cũng tiếp tục là không tốt ha. Với là tứ trụ là thiên hư và địa xung, thì thiên hư là ảnh hưởng về công việc, địa là về gia đạo. Về mặt tứ trụ thì thiên xung thì môi trường sinh hoạt làm ăn có nhiều bất lợi, bị người cạnh tranh chống phá, mưu âm mưu đâm sau lưng ha. Còn với mà địa xung thì gia đình tình cảm có vài xáo trộn đáng kể, thậm chí là gây gỗ với gia vợ con, không có yên tâm ha. Đó là thấy là cả về tứ trụ mình cũng không tốt luôn. Cái năm gì đâu mà thí dụ như tử vi không tốt còn có tứ trụ này, tứ trụ cũng đi luôn. À, còn xét về mặt các cái phúc tinh và tài tinh cũng như là tử vi của năm thì tiểu vận là năm 2019 năm Kỷ Hợi là đi vào thắng địa, thì người ta nói là gặp mà tiểu vận thắng địa là có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời thì nó có thể còn có khả năng ngăn chặn hóa giải bớt cái sao mệnh vận hạn xấu của cái tử vi bên ngoài. Đặc biệt đó là các em đang trong cái đại vận 10 năm, tức là từ 36 tới 45 tuổi đó, là với cái vũ khúc luôn đi ở trong mệnh trong 10 năm này và hóa lộc hội nhập, thì công danh sự nghiệp cho 10 năm này rất là dễ vượng tăng. Tiểu hạn lại là tốt, gặp cái đại hạn cũng tốt luôn, thì có thể nói là sẽ có nhiều cơ may vượt qua cái năm tuổi và sao hạn xấu của năm Kỷ Hợi 2019. À, cũng còn cái được ha. Dù gì nữa thì xét về mặt tiểu hạn thì với đại vận thì mình vẫn còn có cái là tươi sáng. Còn về cung tiểu vận thì có quan phủ nè, thiên phúc, thiên khôi, thanh long, long trì. Đây là một loạt những cái phúc tinh có khả năng cứu nguy, tạo điều kiện thuận lợi cho cái tử vi của năm, nó cứu từ bên trong. Nếu công danh tài lộc gặp khó khăn cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, có cơ hội may mắn thuận lợi trong cái việc mà vượt qua cái khó khăn đó. Ngon ha, nghe thấy EB mà chơi mà ở ngoài trái ổi đã xù xì như trái sầu riêng rồi, mà vô trong nó thúi quắc nữa thì chắc chết ha. Tử vi thì có bạch hổ phi liêm. Cái này người ta nói là cái tử vi mà có cả hai sao này đi chung thì giống như là có hổ nó mọc thêm cánh á, sẽ có may mắn vận hội hanh thông để mà khống chế được cái sự khó khăn của cái bên ngoài nó tạo ra. Tuy nhiên đó là có bên cạnh đó nó còn có là thiên không, thiên kiếp tọa ở hàng,
thì thật sự là rất dễ gặp việc chống đối trong công việc, tranh chấp trong làm ăn, quan hệ giữa những cái mối quan hệ trong cái việc làm ăn á, thì không được lợi ích mà chỉ thấy kiện thưa tốn hao. Đặc biệt là thiên kiếp nhập hạn này á thì rất là dễ tổn hao nhân thọ. À, cái này là ảnh hưởng đến vận mạng ha, thiên kiếp mà nhập hạn thì rất dễ tổn hao nhân thọ bất ngờ. Anh cũng kể như là anh có một người em sinh năm 1982, tức là năm Mậu Tuất này, rất là xui. Anh nói là cẩn thận đồ này kia ha, anh đó làm ăn rất là ok. Tháng 8 gặp anh còn nói trời, anh coi tuổi Nhâm Tuất quen chết quất, năm nay em tái em thành công quá trời luôn, nói mày thành công nhiều mày nên đi cúng rồi đi chứ còn đừng có giỡn. Cái tháng 9 tới 25 tháng 9 anh nhận được điện thoại của vợ người đó là nói là ông xã em mất rồi. Anh còn không tin, anh nghĩ chắc tai nạn, không có, không cần tai nạn hết. Đang ngồi ăn tô hủ tiếu cái lụi xuống cái đi luôn. À, đây là cái năm có thiên kiếp nhập hạn thì cần cẩn thận. Tốt nhất thì nên kiếm cái gì đó mặt Phật hay là cái gì đó tương trợ bản mệnh của mình, vật phong thủy mà khống chế lại cái bộ mạng của mình. Chứ nếu không thì anh không đảm bảo đâu ha. Thật sự mà nói là với nhờ cái tính mà ngay thẳng hay giúp đỡ người, cũng như là mềm dẻo trong cuộc sống á, thì trong có khó khăn á, thì sẽ gặp, các em sẽ gặp được quý nhân. Cái năm khó khăn này sẽ gặp được quý nhân để mà vượt qua. Đặc biệt tử vi có tam hạp là thiên mã ngộ, thiên khốc, thiên khắc, điếu khách. Dù gặp hoàn cảnh xấu á, thì cũng có người mà đứng ra đưa đường dẫn lối mình vượt ra khỏi bế tắc. Đó là cái điều cung mệnh nó đưa lại. Tuy nhiên là bên cạnh đó cung mệnh á, thì có thái tuế nhập hạn. Thì người ta nói là trực thái tuế đầu đội thái tuế thì không họa thì cũng tai. Cộng với thiên kiếp nữa cho nên thì bộ mạng của các em năm nay rất là yếu ha, cho nên là cần cẩn thận. Đặc biệt là thái tuế trực chiếu nên giữ gìn lời nói cho đến hành động mới có thể gọi là bảo bảo quản cái phần thủ tiệc của mình ở ít đi. Đại vận 10 năm á, thì năm 2019 á, thì đáo cung tức có tử tử tức nè, tướng quân và vượng địa, nhưng đây là những cái điều mà rất là tốt. Tuy nhiên là nó bị cản trở ngay sau đó là thiên la và địa võng, cho nên là cũng rất khó phát huy cái khả năng. Hạn thì có vũ khúc, quan phủ, hóa quyền, nhưng mà bị bạch hổ và phục binh, cho nên là coi như là bị một cái người lớn hơn. Bạch hổ là con hổ rất là to, nó chán đường, nó phục binh, nó chán đường rồi, nên bất lợi cho bổn mạng. Công danh tài lộc thì có thể nói là thay đổi bất thường, không nên làm việc lớn, bởi vì thắng thua nó năm ăn năm thua quá. Mà người mình thì nếu mà những người mà sinh vào mùa hạ thì đặc biệt là không có tốt đẹp và trong cái việc mà chọn cửa may mắn ha. Phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành để luận giải thì năm nay can kỷ, năm 2019 can kỷ thì nó thuộc âm, ngũ hành sẽ hợp thổ cho nên thổ sẽ vượng, tuy là năm mộc nhưng là thổ vượng. Mà năm thổ vượng á thì đối với các em trai mà mạng đại hải thủy là sẽ gặp nhiều chướng ngại. Nếu mà muốn vươn cao ở trong con đường quan vận á, sẽ gặp khó khăn, may mắn lắm thì cũng chỉ đạt được cái khả năng thành công 50% thôi, may mắn nhỏ thôi. Thời thế sao hạn và cả vận niên ha, cùng cả vận niên đều bất lợi. Các em trai khó tránh khỏi khó khăn, toan tính lớn dễ bị thất bại. Nếu có danh có chức á, rất là dễ bị lung lay cái ghế của mình. Cần phải an phận thủ thường. Đây là năm tuổi phạm thái tuế, kinh doanh bất lợi, mưu sự khó thành, cẩn thận trong giao tiếp. Có thể nói năm 2019 năm Kỷ Hợi các mặt đều là yếu kém và khiếm khuyết. Hy vọng với cái tài mềm dẻo và giỏi ứng biến của các em, nói chung là mềm dẻo mà mình nước mà mình có thể lươn lẹo để mình vượt qua khó khăn, thì
biết thuận thời thế sẽ giúp các em trai vượt qua sự nghiệp của năm vẫn được duy trì ở cái mức mà mình khởi đầu của năm. À, bảo toàn được là một điều tốt rồi, đâu có phải nhất thiết là phải phát huy không đâu. À, nhìn chung là các mặt như vậy là từ sao hạn đến tử vi, thậm chí là tứ trụ và cả vận thế đều yếu kém. Chỉ có cái tiểu hạn đi vào thắng địa cộng với cái đại hạn 10 năm đang bao phủ từ 36 đến 45, thì là may mắn bên trong có rất là nhiều phúc tinh và quyền tinh hội tụ, nên hy vọng rằng là sẽ giúp các em vượt qua cái năm báo hiệu đầy khó khăn, tạo được những thành tựu nhưng là sẽ bị hạn chế nhiều, không như mong muốn của các em. Các em là người có tài năng nổ hoạt động, nhưng thường năm nay sẽ khó bị mà chống phá cản ngăn, lâm vào tình trạng khó khăn, rất khó trong mưu sự. Có thể nói cái năm mà Kỷ Hợi 2019 đối với người quý Quý Hợi hay sinh năm 1983 Nam Mạng là bôn ba chẳng qua thời vận, cho nên đừng quá cố gắng và hy vọng nhiều ở trong cái năm này. Tình thế của năm nay chỉ nên làm việc nhỏ và phòng ngừa rối rắm nặng tay thì mọi chuyện cũng sẽ qua. À, vì như đã nói là các em vốn dĩ là những cái người mà có cái cuộc sống khá là ổn thỏa, nhờ trên dưới gì đều cũng có thể giúp đỡ mình, cho nên là hy vọng là sẽ tốt đẹp. Còn về mặt tình cảm và gia đạo của năm 2019 thì theo tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 thì công việc làm ăn thì có nhiều xáo trộn biến động không có tốt đẹp như đã trên anh đã nói, thì tình cảm vì thế nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu đã có gia đình với La Hầu chiếu mạng, gia đạo có những bất hòa buồn lo rối rắm rất là nhiều, không có tốt đẹp. Người của mình gặp vận niên cẩu cuồng phong thì hay nổi giận bất thường, mà mình nổi giận ở ngoài không được thì mình về nổi giận với vợ thì sẽ có nhiều chuyện phức tạp ha. Nên giữ gìn lời nói, đừng có nóng nảy bất thường, vợ chồng dễ sinh hờn giận và chia lìa tình cảm. Đó là một điều không tốt. Với Thiên Khôi, Thiên Việt và Hỷ Thần thì rõ ràng đó là con cái cũng sẽ đem đến niềm vui, thậm chí là nên có con ở trong năm này. Tự vì là mà đứa bé mà sinh năm Hợi thì người ta nói là ẩn tụ cha, khắc tương khắc với đồ này kia, nhưng mà nếu như mà cả hai vợ chồng là tuổi Hợi thì thôi đẻ luôn đi để mình hạn chế cái sự khó khăn. Tuy là từ từ 1 tới 6 tuổi mình khó nuôi nó một tí xíu, bởi vì nó cùng ẩn tuổi với mình, cộng với lại nó tương khắc kỷ khắc quý của mình, nhưng mà nó sẽ đỡ cho mình, hai vợ chồng trong cái năm này đỡ xui. Thì nó đỡ cho mình cái xui thì nó phải lãnh chứ, nó phải có cái gì chứ, bù trừ mà đúng không? Đó. Tuy nhiên đó là người con mà tuổi Hợi á thì sẽ rất là có hiếu. Đó. Với Thiên Mã nè, Long Trì ở hạn thì chỗ ở và sự thay đổi của gia đình rất là dễ xảy ra ha. Quan hệ với người khác phái thì đặc biệt rất dễ mang đến thị phi tai tiếng, mọi chuyện nên rõ ràng minh bạch. Nhất là những người cô em đã có gia đình, tại vì mình là người mềm dẻo ha, tâm lý, cho nên là các cô em mà gia đạo xào xáo rồi này kia mình nói chuyện nhiều nhiều quá ha, cái gì mình an ủi mình không ấy, mình ủi luôn chết 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 dịch ha, là rất là dễ thị phi và đem đến phiền phức ở trong cái năm này. Đặc biệt với cái người khác phái, cái người bạn cùng phái với mình, những cái người là nhỏ hơn thì nên cẩn thận, coi chừng bị người ta lừa gạt mất tiền ha. Rồi đối với mà các em mà thân á, sinh năm 83 đó, thì rõ ràng là năm Kỷ Hợi 2019 đó, có nhiều việc rối rắm bất ngờ, bị mang tai tiếng, quan hệ tình cảm thì không có đem đến niềm vui như mong muốn ha. Tình đến rồi đi thôi, mang theo những nỗi buồn là nhiều hơn. Nếu mà thật sự mà có người mà tâm đầu ý hợp á, thì vẫn có thể tiến hành cưới hỏi, dù rằng là năm mà mình đang phạm thái tế vào năm tuổi. Tuy nhiên là với song hỷ thì hy vọng nó sẽ hóa giải được cái việc xấu ở trong cái tử vi của mình. Đó là những cái gì mà có thể nói là đám cưới mà đem đến nhiều vui, nhiều cái thêm người thêm 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 tuổi thì nó sẽ tốt đẹp. Còn về mặt sức khỏe đó,
thì năm Kỷ Hợi 2019 sao vận không tốt, sức khỏe cần quan tâm nhiều hơn, nên đề phòng các bệnh mà về tay chân, xây xát tay chân nào ha, có thể gãy tay gãy chân rồi chứ không đơn giản. Bổn mạng khá là yếu, cần cẩn trọng nhiều điều, lái xe cẩn thận, đề phòng tai nạn khó lường và phạm thân. Anh khẳng định rằng là đối với sức khỏe và bổn mạng của cái năm 2019 của các em, giữ được mạng lỡ là ngon lành rồi ha. Nhiều khi vào những cái tháng xung tháng xui thì không nói trước được nhiều điều đâu, mình có thái tuế rồi gặp là thiên kiếp ở trong hạn nữa, thì nhiều khi đi ra đường trời mưa ngã cãi đè cái bụp rồi xong, khổ lắm. Cho nên là nhớ cẩn thận ha, anh nói trước rồi. Rồi đó là cái tử vi của năm 2019 tổng hợp với rất nhiều khó khăn, tuy là có phúc tinh và quyền tinh nằm ở bên trong ảnh hưởng tốt đến cái sự nghiệp, nhưng xét về cái vỏ bên ngoài thì là cực kỳ khó khăn. Có thể nói là các em trai sinh năm 83 sẽ không khó khăn bằng các em trai mà tuổi Nhâm Tuất ở trong cái năm Mậu Tuất này. Tuy nhiên nó cũng không có tốt đẹp cho lắm, tại vì các em trai của năm Nhâm Tuất của năm Mậu Tuất này là các cái tinh quân bên trong cũng xấu luôn, còn mình thì cái vỏ bên ngoài xấu nhưng các cái phúc tinh tài tinh ở bên trong nó cũng nhiều, như em phân tích nãy giờ ha, mình cẩn thận. Thì bây giờ anh sẽ trình bày luôn cái vận hạn của 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Hiện tại thì sức khỏe của anh đang có vấn đề, cho nên là anh sẽ không có làm được nhiều video như mà năm vừa rồi. Năm nay anh ho suốt, nói liên tục mấy giờ mà 20 phút bắt đầu là có dấu hiệu cái cổ nó bắt đầu rát rồi. Tuy nhiên là đầu tiên hết á, là tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Bính Dần, một tháng hỏa. Như vậy mệnh thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ. Đây là một cái năm mà mình sinh xuất, bây giờ là bổn mạng bị khắc tháng nữa, cho nên là cần cẩn thận về sức khỏe. Các em thì do là quan hệ giỏi ha, hay nhậu nhẹt ở trong cái tháng giêng tân niên, thì nhớ cẩn thận sức khỏe, đi đường cẩn thận, xỉn thì thôi kêu taxi về, xỉn kêu người khác chở về, đừng để mà lâm vào cái việc mà xây xát tay chân ở trong cái năm tháng này ha. Thiên can Bính Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc cũng không có việc gì quá lớn lao. Địa chi Dần Hợi, người ta gọi là Dần Thân Tỵ Hợi tứ hình xung gì đó, nhưng mà không, cặp địa chi Dần Hợi này là thuộc nhóm lục hợp, may mắn hòa hợp trong gia đạo, ngoài ra còn có ảnh hưởng tốt cho công việc. Tháng này thì là tháng giêng, gia đạo xung hợp rồi này kia, cho nên là có thể nói là vui vẻ. Ok, cần tháng giêng cần cẩn thận bộ mạng một tí xíu, công việc và gia đạo ổn định. Tháng 2 Đinh Mão, tháng 2 âm lịch là tháng Đinh Mão, cũng tiếp tục là một tháng gốc hỏa, mệnh thì cũng giống như tháng giêng, cần cẩn trọng nhiều điều ha. Như đã nói, tháng giêng thì bộ mạng sẽ rất là dễ xây xát tay chân, rất là dễ xảy ra cái điều không tốt. Thiên can Quý Đinh, thiên can Quý Đinh thì cũng không xung không hợp, thiên can tương khắc gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận vướng kiền tùng, cho nên là cần cẩn thận ha, quý nó khắc đinh. Rồi nhóm địa chi là nhóm tam hợp hợi mão mùi, dấu hiệu của nhiều may mắn. Như vậy là tháng 2 sức khỏe cũng để ý, công việc cũng phải cần cẩn trọng. Tuy nhiên là gia đạo là ở trên tháng 1 là mình lục hợp, xuống dưới đây là tam hợp, cho nên là gia đạo vẫn là cái chỗ dựa vững chắc, tình cảm gia đình có điều nhiều niềm vui. Nhưng với cái quý thiên can với chữ quý thì khắc chữ đinh này thì cần cẩn trọng nhiều điều ha. Công việc dễ sinh rối rắm, cẩn thận vướng kỳ tùng. Rồi tiếp tục là tháng 3 âm lịch là tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn thì thuộc mộc, như vậy là mệnh tiếp tục sinh xuất, thủy sinh mộc, bản mệnh của thủy sinh mộc cả năm, rồi bây giờ thủy sinh mộc của tháng nữa. Nhưng mà mình thì thủy mình là bao la lắm, đại hải thủy là một cái biển lớn rồi, cho nên là mình không có sợ về cái sự sinh xuất.
Tuy nhiên là bản mệnh sinh xuất tháng sức khỏe yếu, cẩn trọng bị bệnh ha. Thiên can Mậu Quý là thiên can can thuộc ngũ hợp. Đây là sự hợp đa lễ, chủ về chữ lễ. Công ăn việc làm dễ gặp thuận lợi, công việc rất là dễ gặp người trên và bạn bè trợ giúp. Nhưng mà phải cẩn thận. Đây là cái năm cực xui của mình. Dù có thiên can ngũ hợp đi nữa thì cũng đừng có mà thừa thắng xông lên, sẽ có nhiều chuyện không tốt đẹp. Địa chi Thìn Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp. Như vậy là với cái tháng 3 thì phần sức khỏe của mình cũng có chút vấn đề vì bị sinh xuất. Tuy nhiên là thiên can cái phần ảnh hưởng về công việc đó, thì cái trụ thiên can nó rất là tốt đẹp. Hy vọng là nó sẽ giúp các em vượt qua khó khăn trong công việc tạm thời ha. Tới tháng 4 âm lịch, là tháng 4 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Kỷ Tỵ, một tháng mộc. Như vậy tiếp tục giống như ở trên, bổn mạng là thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nặng, cũng giống như cái tháng 3. Thiên can thì không có tốt đẹp ha. Thiên can Kỷ nó khắc quý ha, năm Kỷ Hợi gặp tháng Kỷ Tỵ khắc cả cái chữ quý của mình. Tháng tương khắc thiên can gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận, đặc biệt hao tài và phiền đụng. Đây là cái tháng mà anh nghĩ rằng là nên tránh nhiều điểm. Tại vì sao? Tại địa chi Hợi với Tỵ thuộc nhóm lục xung, là mô tả cái sự chống đối chọi với nhau. Điều này cho thấy gia đạo khó yên. Cũng giống như hồi nãy mình nói cái sao La Hầu nó xấu vào cả tháng 4. Đây là tại sao nó xấu. Bổn mạng khi mà bị sinh xuất á, thì các phúc tinh, tài tinh hoặc quyền tinh á, nó sẽ bị mờ đi. Và mờ đi mà gặp thiên can tương khắc địa chi thì là lục xung, thì rõ ràng là tháng này nên ngồi im. Nếu không muốn gây thiệt hại to lớn cho mình ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 thì tháng này nên ngồi im một chỗ ha, chứ nếu không là mệt mỏi à. Rồi tiếp tục là tháng 5, tháng Canh Ngọ, một tháng thuộc thổ. Như vậy thổ sẽ khắc thủy, bản mệnh tương khắc tháng, bản mệnh bị tháng tương khắc chứ quên, thổ nó khắc thủy thì thực sự ra đây là cái tháng rất là dễ xảy ra tai nạn, xảy ra bệnh hoạn, xảy ra cái chuyện phạm thân. Tự vì như đã nói là năm nay năm thổ vượng, cho nên là hai tháng 5 và tháng 6 là tháng cực thổ, thổ rất là nhiều, thậm chí là sẽ có tai nạn ở trên thế giới, có tai nạn liên quan về sụp đất, núi lửa phun rồi này kia ở trong cái năm, cái tháng 5 và tháng 6 này. Địa chi Ngọ Hợi là tự chủ bình hòa, không tương hợp cũng không có tương khắc nhau. Một số sách thì nói là Ngọ với Hợi là tứ tùy, không tốt đẹp. Tuy nhiên là hy vọng là với cái sách mình nghiên cứu nó không có quá khó khăn với cái những gì mà đã thể hiện. Rõ ràng là tháng 5 này thì bổn mạng là một cái điều mà các em trai Quý Hợi sinh năm 1983 cực kỳ để ý ha. Rồi tiếp tục là tháng 6. Tháng 6 là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi lại tiếp tục là gốc thổ. Như vậy thổ khắc thủy, bổn mạng cũng y như tháng 5. Cần cẩn trọng nhiều điều, rất là dễ xảy ra cái việc đáng tiếc. Thiên can Tân Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc cũng không ảnh hưởng, có thể là công việc có tiếp tục sinh tài lộc. Đặc biệt địa chi thuộc nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho danh lộc mà còn có cho phúc thọ và gia đạo. Như vậy là tháng 5, tháng 6 về công việc và về gia đạo thì không có việc gì mà phải đáng quan. Tuy nhiên là đặc biệt là cái bổn mạng của tháng 5, tháng 6 của người Quý Hợi là rất yếu, cho nên là các em thì các anh cần cẩn thận. Như các anh đã nói ở nhiều video đi trước ha, mình có cái mạng thì mình sẽ làm ra tất cả mọi thứ, còn nếu mình mất mạng là coi như mình mất hết ha. Mình mất mạng là xong, mất cái gì cũng có thể làm ra. Năm nay xấu, mất cái nhà, mất cái xe, thậm chí mất con vợ, qua năm sau thời vận lên, thậm chí có con vợ đẹp hơn ha, có cái nhà to hơn nếu mình phấn đấu đúng mức. Đừng có gì một cái gì đó mà để cái mạng mình phải hao tổn, là một điều rất là tồi tệ.
Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái thông tin về tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Quý Hợi Nam Mạng, cộng với lại cái vận hạn 6 tháng đầu năm với nhiều khó khăn chống phá mà chờ đón các em. Hy vọng rằng các em biết nhu mì ở trong làm ăn và biết nhường nhịn để mà vượt qua những cái khó khăn, chờ cái thời vận của năm tới tốt hơn mà phát huy. Số các em không phải là số của những người nghèo khổ, cho nên là yên tâm về mọi việc ha. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem đến đây. Nếu mọi người thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Quý Hợi biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.